Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay lên cho các bạn xem một con đê thuyền của Liên Xô nặng 85 kg các bạn nhé. Đây con đê thuyền của mình đây các bạn. Còn hiện trạng là vẫn còn rất là đẹp, mặt vẫn còn vuông, hai đầu nhọn các bạn ạ. Đây là của Nga các bạn nhé, thì chất thép rất là tốt các bạn ạ. Đê Nga là hai đầu đều nhọn các bạn nhé, sống vẫn còn rất là vuông, vẫn hiện trạng đê vẫn còn rất đẹp các bạn ạ. Chân chiếc chưa chứt mềm một tí nào, bốn chân. Đê này là đê ngày xưa các bạn ạ, cho nên là cái chất thép của nó mắc nó cao, mặt thép này rất là đanh các bạn nhé, rất đanh luôn, nó không như thế đê đời sau đây là mặt nó non hơn các bạn. Đây là đê Nga cổ các bạn nhé, nặng 85 kg, chân bốn chân vẫn còn đẹp, tổng thể con đê này vẫn còn đẹp các bạn ạ. Đây là đầu tròn của đê đây các bạn. Lố vẫn còn đẹp, lố vuông vẫn còn đẹp. Lố đuôi tròn này. Đê Nga cổ này thì chất thép thì gọi là miến bàn luôn các bạn nhé. Làm thì cả đời người không bao giờ hỏng luôn các bạn ạ. Rất bền. Chân đây là chân chữ M này các bạn, chân chữ M này. Bốn chân vẫn còn vuông đẹp. Cân đối. Các lỗ cạnh là sắc nét. Con này C2 các bạn ạ. Nặng 85 kg. Thế là ngoại hình con đê này của mình là chưa bị sứt mẻ một tí nào các bạn nhé. Mặt vẫn vuông căng đét, các mép vẫn còn đường chỉ, vẫn còn nét căng luôn các bạn. Bây giờ mà kiếm một con đê Nga cổ như thế này đẹp, được ngoại hình được như thế này thì cũng tương đối là khó các bạn ạ. Vì con đê này nó còn là rất là đẹp luôn. Còn những cái đời đê tàu, đê tiếc thì mình không nói chuyện. Còn đê này là của mình là đê Nga cổ các bạn nhé. Cho nên là cái chất thép của nó thì các bạn cứ yên tâm luôn, rất chất lượng luôn. Mình gói lên đây nó kêu canh canh. Đây mình sẽ lấy búa mình sẽ gõ lên mặt đê cho các bạn xem nhé. Đây này các bạn ạ, mình sẽ gõ lên mặt đê để cho các bạn xem cái chất thép của nó như thế nào nhé. Nó kêu keng keng luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nếu mà thép nó già thì nó sẽ kêu cái đanh, nó kêu rất đanh, tiếng kêu rất đanh luôn, nó như chuông ấy. Kêu đanh lắm, nó không như những cái đê đời mới bây giờ là nó cái chất thép nó kém, nó kêu cứ bùm bộp này. Và cái này của mình gõ lên mặt này các bạn này. Rất đanh luôn.
nên đê Nga này của nó thì chất thép thì gọi là phải nói là đỉnh cao luôn các bạn ạ. Mà kiếm một con đê đẹp thế này thì bây giờ nó không phải dễ các bạn nhá, vì nó có cái tuổi đời của nó rất là lâu rồi. Giờ là mình sẽ đo thông số của cái đê để cho các bạn xem nhé. Chiều dài của mặt đê này từ đầu các bạn này là 75 phân các bạn nhé, 75. Và chiều ngang đê này, chiều ngang là 14,5 này, chiều ngang là 14,5 các bạn ạ. Chân này. Chân dài là 32 các bạn ạ, còn chân rộng. Này. 19 các bạn ạ. Thông số ở đây rất ok rồi. Chiều cao này. Chiều cao là 22 các bạn nhé. Rồi ok. Chiều cao là 22 rồi. Đấy các bạn, nếu mà các bạn có nhu cầu thì gọi cho mình nhé. Đề của mình rất đẹp luôn này. Rồi mình quay một lần nữa tổng thể. Còn đê này của mình rất đẹp luôn, các bạn có nhu cầu thì gọi cho mình nhé. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nhé. Chào tất cả các bạn nhé.